Tử vi thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube Tử vi mỗi ngày.vn. 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo nói thấy Bạch Dương đang cố gắng tránh xa những sai lầm quen thuộc. Góc đó rất lý tưởng cho những ai chuyên về nghiên cứu. Khoa học, phân tích số liệu, viết lách và những công việc tương tự. Để trân trọng những gì bạn đang có. Hãy nhìn sâu vào mối quan hệ của mình. Hãy khám phá ý nghĩa từ những điều nhỏ bé mà người đó dành cho bạn. Dù bạn làm nhiều và tiêu cũng nhiều, đó là lý do bạn không thể tiết kiệm được. Nếu không muốn gặp khó khăn trong tương lai, bạn cần thay đổi thói quen này ngay bây giờ. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 3 tháng 4 năm 2024 là con số 11 và 21. Hai, cung Kim Ngưu tử vi 3 tháng 4 năm 2024 dự báo rằng Kim Ngưu tiếp tục gìn giữ hy vọng là nguồn động viên giúp bạn vượt qua những thử thách hiện tại. Cuộc sống của bạn dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Mọi điều bắt đầu ổn định hơn ở mọi phương diện, những vết thương xưa giờ không còn làm bạn đau đớn như trước, bạn đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên, việc chăm chỉ làm việc chỉ là bước đầu. Bạn cũng cần bắt đầu tìm hiểu về đầu tư để tài chính của mình có thể phát triển và không ngừng sinh sôi, không bao giờ đứng im một chỗ. Con số may mắn của Kim Nghiêu ngày 3 tháng 4 năm 2024 là con số 68 và 99. Ba cung song tử song tử thấy thoải mái hơn khi thể hiện những ước muốn của mình may mắn là có nhiều người đồng cảm với suy nghĩ của bạn hôm nay bạn đã kết nối được với một trong số những người chia sẻ tâm hồn với bạn bạn cảm thấy tự tin với những điều mình cảm nhận nếu bạn đang độc thân hãy đặt ra một mục tiêu rõ ràng hãy tưởng tượng về loại mối quan hệ mà bạn thực sự mong muốn khi đó bạn sẽ tìm thấy người phù hợp với mong ước của mình. Đừng quên chăm sóc sức khỏe của bản thân hơn. Đừng bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào của cơ thể không bình thường, vì nếu để lâu, nó có thể gây ra những vấn đề không mong muốn. Con số may mắn của song tử ngày 3 tháng 4 năm 2024 là con số 23 và 44. 4 cung cự giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo cho thấy cự giải đã cải thiện nhiều kỹ năng còn thiếu và yếu. Họ đã tránh được những sai lầm đã từng mắc phải trước đây nhờ có thêm nhiều kinh nghiệm. Việc tăng cường tương tác với đồng nghiệp giúp họ có thể hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn trong công việc. Mở ra cơ hội việc làm rộng lớn hơn. Trong tình yêu, trái tim của cự giải đã trở nên sâu sắc và nhạy bén hơn về những điều thật và già điều này giúp họ đánh giá mối quan hệ hiện tại một cách khách quan hơn về tài chính cự giải đã duy trì sự ổn định nhờ vào khả năng kiểm soát chi tiêu tốt tuy nhiên để có nguồn ngân sách dồi dào hơn họ cần phải tích cực và nỗ lực hơn trong việc kiếm tiền con số may mắn của cự giải ngày 3 tháng 4 năm 2024 là con số 56 và 82. Âm, cung sư tử sư tử thấu hiểu rõ những thách thức mà mình đang đối mặt. Khi khám phá câu chuyện của người khác, anh ta cảm thấy được động viên hơn trong những thời điểm khó khăn này và cảm nhận được sự chuyên cảm hứng có mục tiêu làm cho anh ta trở nên tập trung hơn nếu đang theo đuổi niềm đam mê của mình anh ta nên can đảm bởi vì cơ hội hiện tại rất tốt và hãy tiếp tục làm những điều mình đam mê có thể anh đã trải qua những tổn thương trong quá khứ nhưng hôm nay anh ấy sử dụng những bài học đó như một bước đệm để, để củng cố tinh thần của mình dành quá nhiều thời gian cho công việc không chỉ làm mất đi thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn mà còn gây ra sự mất cân đối trong cuộc sống. Việc cân nhắc và cân bằng giữa cuộc sống và công việc sẽ mang lại lợi ích tốt hơn. Con số may mắn của sư tử ngày 3 tháng 4 năm 2024 là con số 11 và 42. 6 Cùng xử nữ tử vi phương Tây cho thấy xử nữ hãy nhớ rằng để thu hút sự quan tâm từ người khác, bạn cần tỏ ra dễ thương. Nếu bạn tiếp tục than phiền hoặc thể hiện sự cáu kỉnh, bạn có thể chứng kiến sự lùi xa từ mọi người xung quanh. Với tính cách nhạy cảm của bạn, bạn có khả năng nhận biết vấn đề trước khi chúng xảy ra và đã học được cách tránh né những rắc rối hãy tin tưởng vào cảm xúc của mình bởi chúng là đường dẫn dẫn bạn về phía trước bạn không cần phải ép buộc bản thân vào một vấn đề hoặc mối quan hệ mà bạn cảm thấy không phù hợp hãy dành thời gian này cho việc nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng bởi nếu cơ thể bạn căng thẳng tất cả mọi thứ từ công việc đến tâm trí và sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng con số may mắn của xử nữ ngày 3 tháng 4 năm 2024 là con số 08, và 99. Ây, cung thiên bình cảm giác thoải mái và dễ chịu mà thiên bình đang trải qua đã từ lâu trở thành mục tiêu của bạn. Sự thư thái tràn ngập, và khi bạn nhận ra vai trò chính của mình. Bạn bắt đầu tận hưởng hành trình một cách từ tốn. Có vẻ như mối quan hệ của bạn đang tiến xa hơn. Có thể sẽ đến lúc bắt đầu một cuộc sống hôn nhân. Trong ngày hôm nay, khi nguy cơ về tiền bạc đang rình rập, bạn cần phải đưa ra những quyết định thông minh. Tránh đầu tư kinh doanh một cách thiếu suy nghĩ để tránh rủi ro mất mát. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 3 tháng 4 năm 2024 là con số 56 và 77. cung bỏ cạp bỏ cạp đã trở nên điềm đạm hơn trong việc ra quyết định không còn hành động một cách bốc đồng như trước đây hôm nay dù bất cứ tình huống nào hãy tin tưởng vào bản thân ngay cả khi cảm thấy sợ hãi mặc dù thách thức còn nhiều điều quan trọng là phải tự tin vào khả năng của mình không lệ thuộc quá nhiều vào người khác có thể bạn sẽ phải đối mặt với một số khó khăn nhưng mối quan hệ của bạn có thể trở nên mạnh mẽ hơn nếu bạn chăm chỉ trong cách thái độ và hành vi với đối tác hàng ngày. Về mặt tài chính, bạn có thể có một ngày dư giả. Cho phép bạn thực hiện những điều mà bạn muốn hoặc đầu tư vào những lĩnh vực mà bạn luôn ấp ủ. Con số may mắn của bỏ cạp ngày 3 tháng 4 năm 2024 là con số 21 và 33. 9. Cung nhân mã việc tính toán mọi thứ một cách cẩn thận trước khi đưa ra quyết định là đặc điểm nổi bật của con người thuộc cung nhân mã. Phương pháp này không chỉ giúp họ tránh được nhiều sai lầm đáng tiếc sau này mà còn giúp họ trở nên trưởng thành hơn thông qua những trải nghiệm và bài học từ những lần gặp khó khăn trước đó. Những trải nghiệm buồn vui trong tình yêu đã giúp họ hiểu rõ hơn về bản thân và giá trị của cảm xúc. Vì vậy, dù đang trải qua niềm vui hay nỗi buồn. Họ luôn biết cách trân trọng và giữ gìn cảm xúc của mình. Về mặt tài chính, tình hình khá ổn định và nếu đã lâu rồi không có dịp mua sắm. Họ có thể dành thời gian sau giờ làm để tự thưởng cho bản thân mình. Con số may mắn của nhân mã ngày 3 tháng 4 năm 2024 là con số 18 và 99. 10, cung Ma Kết tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo nói rằng Ma Kết đã khôi phục lại sự tự tin đã mất từ lâu. Hôm nay, anh ấy đã sẵn lòng nhận ra và học hỏi từ những sai lầm của mình. Anh ấy cam kết mạnh mẽ để trở thành một phần của cộng đồng, không chỉ tập trung vào bản thân như trước đây. Hôm nay mà kết quyết định đưa ra những quyết định khôn ngoan và loại bỏ những thói quen không tốt đang cản trở mối quan hệ gắn bó và tin tưởng. Anh ấy nhận ra rằng đang chi tiêu quá nhiều tiền mà không kiểm soát được. Vì vậy, và Kết quyết định làm việc chăm chỉ, tích lũy hoặc mở rộng đầu tư để tạo ra cơ hội tài chính mới và sức mạnh tài chính cho mình. Con số may mắn của Ma Kết ngày 3 tháng 4 năm 2024 là con số 23 và 41. 11, cung Bảo Bình tử vi 12 tròm sao Tây phương chỉ ra rằng Bảo Bình có thể dễ tức giận khi phải đối mặt với sự thiếu trung thực của người khác. Những người này thường là nguyên nhân khiến công việc của Bảo Bình bị chế hẹt liên tục. Đôi khi, Bảo Bình cảm thấy mất đi niềm tin vào khả năng đạt được những gì mình mong muốn. Người phù hợp trong cuộc đời của Bảo Bình sẽ mang lại cảm giác năng lượng chữa lành. Còn những người mang đến những điều tiêu cực thì có nghĩa là mối quan hệ đó nên kết thúc sớm. May mắn là trong ngày hôm nay, tình hình tài chính của Bảo Bình khá thoải mái cho phép anh chỉ có thể tự thưởng cho sở thích cá nhân một chút. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 3 tháng 4 năm 2024 là con số 25 và 66. 2. Cung Song Ngư Tử Vi ngày mới cho biết Song Ngư có xu hướng quá nuông chiều bản thân. Bạn thích sự thoải mái và có khuynh hướng trì hoãn khi đối mặt với những thách thức khó khăn đây là thời điểm lý tưởng để khám phá khả năng sáng tạo của mình và để trí tưởng tượng bay bổng được phát huy tối đa nhằm đạt được những mục tiêu mà bạn mong muốn tình yêu là một điều kỳ diệu mang lại cho bạn nhiều điều bất ngờ hôm nay một điều kỳ diệu cuối cùng đã được hé lộ làm bạn ngạc nhiên và muốn biểu đạt lòng biết ơn về những gì bạn đang có về sức khỏe bạn đang ổn định cơ bản nhờ vào việc rèn luyện thể chất kỹ lưỡng kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh. Con số may mắn của Song Ngư ngày 3 tháng 4 năm 2024 là con số 24 và 66.